Rồi ok, hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại kênh YouTube của Rock F2P cũng như là video review account nha. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái nick cực kỳ trẻ luôn. Mình biết là hôm nay vừa update xong thì có lẽ ở rất nhiều kingdom là đã có VIP 19 hoặc thậm chí là S-VIP rồi. Nhưng mà cái nick mình review ngày hôm nay ấy thì cũng chỉ vừa mới lên cấp VIP 18 thôi. Nhưng mà ở một cái mức ngày cực kỳ trẻ nha anh em, chỉ mất có 121 ngày thì chủ cái tài khoản này đã nâng được cấp VIP 18. Wow. Mình nói thật các bạn, cái nick này nó trị giá chắc cũng phải tầm vài trăm triệu các bạn. Mình không biết là bao nhiêu tiền nhưng mà VIP 18 đầu game rất tốn kém, 4 triệu đến 6 triệu điểm VIP rồi. Và rương VIP ở đây thì mình thấy là không có mua Hannibal ha, có mở khóa thôi. Còn rương Money Moto thì nạp mắc rồi nha anh em. Đây sẽ là một cái nick boss ở ngay cái giai đoạn KVK1 với tên là IT Hellboy nha. Ở liên minh thì mình đang thấy là IT.than.e đang trong KVK1 và mình nhìn map ở đây thì có lẽ là cũng win rồi. Mình chưa biết kingdom nào nha anh em, tại thường thì kingdom người ta sẽ để số lên liên minh, nhưng mà cái liên minh này thì không nhá. Sức mạnh hiện tại thì đang là 56 triệu pound với điểm tiêu diệt là 525 triệu. ID của nick cực kỳ trẻ luôn, 18367621. Và có một cái nick ở album hình thì số ngày đăng nhập liên tục 111 ngày, đó là đã lên được cấp VIP 17 với lại thiếu ở đây 10 điểm VIP là lên VIP 18 rồi. Hình đại diện ở đây thì tuy là nữ nhưng mà chủ nick là nam nhé anh em. Sức mạnh là 59 triệu với điểm tiêu diệt là 525 triệu. Vương Cúc đã mất do là chưa tham gia nên là cũng không có hiển thị ở đây này. Đánh trước rương thần Osiris thì 6 trận win cả 6. Thì giống kiểu như đánh ạc ở K1 đấy, xong cầm T5 thì chắc chắn là rất là mạnh rồi. Rank Olympia thì hiện tại đang là bạch kim hoa lệ 3 nhá. Phần thông tin thêm này, sức mạnh tối đa là 63 triệu rưỡi, chết là 2 triệu tư, thu hợp tài nguyên 1 tỷ 2, hỗ trợ tài nguyên 324 triệu và trợ giúp liên minh là 22.200 lần. Một kỳ KVK và trợ giúp nhiều thế là chứng tỏ là bot online cũng rất là nhiệt tình. Ở bên ngoài thì mình thấy là đang có skin nhà thiên đỉnh sức mạnh luôn, là cái nhà vừa rồi. Thì đối với những cái nick nào nhiều tiền ấy, thì người ta có thể không có tăng tốc, người ta để luyện bằng khen các bạn. Đây là trong skin nhà nhá, thì hiện tại tổng nick mới có 7 cái skin nhà thôi. Một cái nhà ngự hải trinh phong là tấn công đội quân 12%, khôi phục điểm hành động 5%, còn lại nhà tím hết. Không biết là anh em có giống như mình không, đó là mình cực kỳ tò mò là một cái nick mà VIP 18 mà lại có nick mới trời KVK1 thì sẽ có những gì. Mình thấy là năm đạo ngoài đồng thì đang cho năm đạo đi đánh man rợ nha. Nhìn qua là mình thấy có Richard này, có JCM, Mina, AE mắc rồi, là sơ sơ là 4 con tướng cam mắc. Mình sẽ xem luôn cho mục chỉ huy nhá. Đây, đây là một cái nick 120 ngày tuổi VIP 18. Số tiền nạp vào game nếu mà anh em là những người mà không chơi Riot Kingdom hoặc là anh em không có biết nhiều ấy, thì trị giá cái nick này chỉ riêng số tiền nạp vào chắc chắn nó phải lên đến tầm vài trăm triệu các bạn. Mình nghĩ là có thể lên đến tầm trên nửa tỷ đấy, trên 500 triệu, mình không biết số tiền cụ thể nhá. Thực ra thì mình cũng có thể xem được ở trong tài khoản nhưng mà mình sẽ không gọi là xem chi tiết làm gì, mình chỉ ước chừng số tiền thôi. Thì mình nghĩ là cái nick này đã nạp tổng cộng vào game chắc cũng phải tầm 500 triệu đổ lên nha các bạn, thì mới đủ game, đủ tăng tốc, up T5 rồi đặc biệt là lên VIP 18. Thì thi thoảng mình đi review nick các bot nạp nhiều tiền ấy, đặc biệt là cái nick mới như thế này, thì mình thường tự hỏi là không biết ví dụ như mà vợ hoặc là nửa kia của bot ấy mà biết là nạp nhiều tiền vào game như thế thì sẽ thế nào. Đấy, ví dụ như mình đi, mình mà nạp tầm vài trăm triệu vào game mà nếu mà để nhà mình biết thì chắc là gia đình nó không yên ấm được các bạn. Đấy, vui vui một chút thôi. Bây giờ mình sẽ xem kỹ hơn về mục chỉ huy. Thì đầu tiên chúng ta có một con Charlie mà theo Muscle luôn, mắc vào ngày mùng 1 tháng 10 năm 24 này. Dồn vào đây là 319 tượng trọc vàng chung và ăn được là 371 tượng CM nhá. Muscle luôn. Và trang bị thì hiện tại đã có full một set đồ cam 6 món với hai cái phụ kiện tím. Một cái nón là đã nổ ta lần rồi, cái tay với giày là chưa có biểu trưng. Do đang là KVK1 đấy, đây là sẽ không có vũ trang. Tuy nhiên là nick mới nên mình sẽ xem thử bảng tài năng. Thì đây là bảng tài năng mà hiện tại Nickbot đang cộng cho Charlie Martel ha. Quyết định là lấy full nhánh phòng thủ BK tuyệt vọng. Mình nghĩ là nick của bot ấy thì cũng dùng để đép với Rally nữa, nên là full điểm BK tuyệt vọng cũng được. Tiếp đó chúng ta có là Money Moto đã max skill luôn. Trang bị ở đây là 6 món đồ tím Talon với hai cái phụ kiện tím. Ở Minamoto thì max cũng rất là nhanh, chỉ mất 5 ngày chơi game là nick này đã quyết định max Mina rồi. Tiêu diệt người dã man rất là cao, 232 triệu cho Mina. Tiếp đó chúng ta có Ethel Flash là hiện tại max skill luôn ha. Có con Pyrrhus hiện tại đang 5 năm 4 năm gần max luôn.
Peridot thì hiện tại mình nghĩ là đủ tượng để mắc ấy, nhưng mà quyết định là quay xe. Mình thấy là còn đến hơn 500 tượng trong nick cơ. Okay. Đây là Peridot nha, dồn vào là 72 tượng thôi. Ăn rất nhiều tượng Peridot này. Tiếp đó là Richard, hiện tại là 5551. Và Richard thì hiện tại dồn vào là 129 tượng chung. Có 251 tượng Richard. Cả Peridot và Richard thì mình thấy là đều đang mặc set đồ lam thôi. Tiếp đó là Baiba này. Baiba thì tướng tím chắc chắn là phải max skill rồi. Cũng mặc ở đây là 4 món lam với 2 món xanh lá. Ở Di Song Di max skill luôn. Di Song Di thì ở đây tiêu diệt người là được 9.2 triệu này. Người dã man là 62 triệu. Max Di Song Di và đầu tư vào đây là 555 tượng Di nhá. Quay được 135 tượng. Nếu mà quay ở trong một vòng quay ấy, thì mình nghĩ là phải quay max 180 vòng. Còn có khi là phải quay 2 vòng Di Song Di. Rồi dưới này thì chúng ta có rất nhiều tướng tím ha. Tôn Tử max này, Bailey max, Matida max, Tào Tháo hiện tại là 5344 nhá. Rồi có Boudica 5553, Kusunoki hiện tại đã max skill. Doan tí max luôn nha các bạn. Rồi SCPO max skill luôn này. Và con Loha hiện tại đang 5554. Do đây là một nick ở KVK1 ấy, nên là để lên được nhiều tướng cam mà lên 6 sao. Hiện tại mình thấy là 1, 2, 3, 4, 5 con 6 sao nha. Và tổng cộng có rất nhiều tướng cấp độ 60. Thực ra để làm được cái điều này ở K1 là không có hề dễ nha anh em. Thông thường ở K1 thì các bạn sẽ rất thiếu sao vàng cũng như là sách kinh nghiệm luôn. Đặc biệt là tướng tím thì thường các bạn cũng chỉ mắc được tầm 4 con thôi. Ở đây thì mắc tới 7 con tướng tím. Một cái nick nạp rất nhiều tiền KVK1 mà lên được từng này anh em. Vậy các bạn mới biết là những cái nick chỉ thủ đúng không? Bay về KVK1 người ta lợi hại đến như nào. Đây là điểm VIP trong người vẫn còn dư này. Đó, mặc dù là đã lên được cấp VIP 18 rồi nhá. Hiện tại thì game đã mở VIP 19 với S-VIP. Đấy, nick này mà muốn lên S-VIP nữa thì chắc phải đầu tư thêm một số tiền cũng sương sương như vậy để lấy game lên VIP nữa anh em ạ. Rất tốn kém, tài nguyên rất nhiều. Nick các bot đầu game thì toàn chơi tài nguyên nạp tiền thôi, chứ cũng chưa có nhiều tài nguyên ở ngoài. Đó, chỗ này là mục tăng tốc này. Vẫn là còn 2.900 cái 60 phút, 325 cái 3 giờ, 175 cái 8 giờ, 45 cái 24 giờ. Tăng tốc còn rất nhiều ha. Có T5 rồi, 120 ngày, còn nhiều tăng tốc đến như thế đấy. Tăng tốc xây dựng này, công trình thì không biết là mắc hết chưa, để lát xem. Tăng tốc huấn luyện là còn một ít này, tăng tốc nghiên cứu là cũng còn khá là nhiều ha. Đây là mục tăng mạnh thì chúng ta có 13 cái mở rộng đội quân 50% và không có búp tăng công 10, không có búp thủ 10. 81 cái kho dự trữ cấp 5, chứng tỏ là nạp cái gói gói cỗ máy chiến tranh rất là nhiều nhá. Cái gói đấy nó mới cho cái kho dự trữ các bạn. Đầu game thì anh em chưa có đánh ạc mấy ấy, nên là sẽ không có nhiều cái kho dự trữ cấp 5 này miễn phí đâu, toàn nạp tiền đấy. Đây là mục thiết bị này. Đây hiện tại thì Nick đang có 6 món đồ cam ha và nổ được một cái mũ bộ binh có ta lần. Ngoài ra trên này còn 9 vật liệu cam này, 6-7 vật liệu tím. Tiếp đó là về đồ tím thì có một set tím kỵ binh full ta lần. Dưới này tiếp tục là set đồ lam. Ở KVK1 phải đầu tư rất nhiều tiền mới lên được bằng này đồ anh em. Nick này lên VIP 18 thật sự là rất là dân chơi luôn đấy. Đây là mục khác này, vẫn đang còn dư chỗ này là 16 cái vé số lung linh 5 đô. Khả năng là dùng để mua gói ngày rồi. 45 cái xu lung linh nữa này. 3 cái vé số lung linh 99 đô, tức là 300 đô. 300 đô mà các bạn nhân với giá đô bây giờ 25 ấy, thì nó tương ứng với khoảng 7 triệu rưỡi nhá. 12 rương con Ethel Flash này. Ethel Flash hiện tại mắc rồi ha. Tele rất nhiều nhá. 54 dịch chuyển mục tiêu, 2 ngẫu nhiên, 7 cái lãnh thổ. Bình AP nick này còn nhiều, mình không biết là nick của bot có đua tốc danh dự không. Tiếp đó là 524 tượng vàng chung này. Mà đó là đã mắc Di Song Di nhá, mắc CM. Pierrot gần mắc, Richard 5551 vẫn còn dư 529 chọc. Cái này người ta gọi là hơi thở đồng tiền các bạn. Sức mạnh đồng tiền. Đây là mục thư. Thì hôm nay thì sau khi mà game mới cập nhật VIP 19 với S-VIP ấy, thì hệ thống cũng sẽ trả lại cho các bạn những cái điểm VIP dư khi mà anh em đã đạt cấp VIP 18. Thì nick này cũng đã được trả lại là 2150 điểm VIP này. Đây là thư hệ thống. Đây, gói trận chiến đỉnh cao rương vàng này. Rồi, rất nhiều gói ha. Đây là gói ngày, hiện tại là đang nạp gói ngày con gói ngày Epirus, đây là gói ngày Epirus nha. Rất nhiều cốt này. Trận chiến đỉnh cao. Ok, nick bot các anh em vẫn đang clear gói ngày này, người chinh phục này. Đây là gói đập búa. Rất xịn sò nha anh em. Vé số lung linh. Rồi tiếp tục là Epirus này. Đây là gói thay đổi số phận. Nick bot cũng bị thay đổi số phận rồi anh em.
100 cái tăng tốc huấn luyện 3 giờ, 100 cái tăng tốc chữa thương 3 giờ cùng với 6.000 điểm VIP, nó nạp 2 triệu rưỡi mới được 6.000 điểm VIP nha. Tiếng gọi người cổ đại này, 3 cái rương vàng này. Tiếp đó là rương bạc này. Wow, thật sự nạp rất nhiều các bạn. Nói chung là số tiền này mình cũng đã ước chừng cho anh em rồi. Các bạn nhìn ở đây là các bạn thấy là thật sự rất nhiều tiền nhá. Cứ một rương vàng thì anh em tính ra tiền Việt là 2 triệu rưỡi, một rương bạc cho 1.2 triệu, một rương sắt 400k. Đấy các bạn cứ nhìn các bạn tính. Nạp cả xuyên sơn phấn chiến ở KVK1 luôn. Xương xương nãy giờ mình xem chắc là cũng phải tầm mấy chục triệu rồi, không có đếm kỹ nữa, nhưng mà cực kỳ nhiều. Ở cái mục ưa thích này thì mình thấy là không có lưu loại thư nạp tiền, nhưng mà lưu lại một cái chiến báo khá là mạnh. Ở đây là cái chiến báo mình sẽ xem từ đầu. Chiến báo này là chiến báo Rally cờ ha, Rally bằng CMZ Max Q, bên đép đép bằng CMZ luôn này. Rất là lời nha các bạn. Kiếm được 13 triệu 2 điểm tiêu diệt, trong khi địch thì chỉ được có 4 triệu 8 thôi. Địch cũng chết rất nhiều, 682.000 lính bị chết. Hiện tại ở mục chinh phạt thì nick này cũng đã vượt qua 80 tầng luôn rồi. Mình sẽ xem mấy đội quân xài trên open field của nick. Đây, chúng ta sẽ có đạo đầu tiên là Mina Cao Cao, đạo thứ hai CMZ, đạo thứ ba Richard AE, đạo thứ tư Virus Tôn Tử và đạo thứ năm là Bay Ba Mẹt Mét nha. Như vậy là ở KVK1 mà thấy sương sương là đánh được 5 đạo rồi. Ở đây thì nếu mà nói về 5 đạo này mình nghĩ là cũng chả có điều chỉnh gì. Mina mắc với Tào Tháo gần mắc là quá khỏe rồi. CMZ KVK1 mắc nữa thì có khác gì là vua chúa mặc long bào đâu, cầm trong tay thượng phương bảo kiếm. Tiếp tục là Richard AE, nói chung là mấy đạo này mình là đều ổn. Con bay ba mẹt mét là cũng khỏe nha, quan trọng là đủ lính để mang ra đồng luôn. Mình sẽ xem thử về cái mục lính nhá. Đầu tiên mình chưa xem lính ở nick. Thì hiện tại chi tiết đội quân, nick đang có 2 triệu lính, 570.000 bộ binh T5 và 221.000 kỵ binh T5. Bộ binh T4 vẫn còn hơn 467k và kỵ binh T4 hơn 64. Nick này thì có nhà thiên đỉnh, nhưng mà hồi nãy mình xem thì các bạn cũng thấy là chúng ta không thấy cái thư đua thiên đỉnh đâu. Thì đây là nick bot đấy, nên là đua thiên đỉnh thì mình nghĩ là cũng không quá bất ngờ đúng không? Các đại gia nhiều tiền. Mình đã xem một chút vào cái mục nạp tiền hiện tại này. Ở đây thì mấy gói ở đây mình thấy chưa nạp nhá. Gói ngày Pierrot là hôm nay chưa nạp này. Ở kho cung cấp, gói game gần hết, phải bơm thêm này. Gói vật liệu còn một ngày, gói tăng tốc nghiên cứu, gói tăng tốc thường không nạp. Xe đá quý, hiện tại tất cả các xe đá quý là đã nạp hết rồi. Mình sẽ xem về cái công nghệ của Dick đi, KVK1 nhưng mà phải xem nghiên cứu. Thì học viện thì có T5 đã mắc hết công nghệ farm rồi ha. Còn công nghệ đánh nhau ở đây, mình thấy là đã tập trung nâng được mắc một đường T5 bộ binh, một đường T5 kỵ binh. Cung với xe là hiện tại chưa nâng luôn. Nếu mà nick bot như này ấy thì có thể chừa lại tách cung với tách xe cũng được, chờ đến cái đợt thiên đỉnh sau, rồi lúc đấy úp cung với xe lên T5 là có thể ăn được thêm một cái thiên đỉnh nữa. Và cái map KVK1 này ấy, mình thấy là còn 10 ngày nữa là kết thúc nha. Ở đây mình xem mục những chiến binh đã chết này, thì nick hiện tại đã chết tới 2 triệu tư lính. Wow, rất chiến. Trả lại ở đây là 373.000 bộ binh T5 này, 146.000 kỵ binh T5. Chết toàn lính thôi, rất ít xe nha anh em. Thành tựu thập tự chinh thì mình nghĩ là Nick chắc cũng hoàn thành hết thành tựu đánh nhau rồi. Đó, liên minh này. Không biết là cái liên minh này có được ăn đại dịch không. Đây là quà vương quốc, do chưa end nên là còn mấy cái quà chỗ này là chưa nhận được. Về đua top điểm danh dự thì hiện tại Nick này đang top 45 điểm danh dự nha, 172.000. Top 1 đó là 337.000 này. Và chúng ta có ở dưới này top 20 đang là 207.000 điểm danh dự. Như vậy là hoàn toàn có thể vào top 20. Mình nghĩ là Nickbot nếu mà có điều kiện thì kéo man vào top 20 là ngon. Để lấy thêm cái skin nhà K1. Mai mốt mà có lên trịnh phạt ấy, đỡ phải bỏ xu quý ra mua cái skin nhà đấy. Ở đây chúng ta còn công nghệ vương quốc này. Công nghệ vương quốc thì cái này KVK1 ngày xưa mình chơi không có. Nhưng mà có lẽ là đóng góp để tăng chỉ số cho quân thôi. Ở đây thì nick này vẫn còn khá nhiều cái có thể đóng góp được. Ở chỗ này là cái sự kiện chiến dịch đấu trường cuối cùng à. Top thì nick này hiện tại đứng top 3 nha, với 415.000 điểm. Sự kiện này thì thú thật là cái hồi mình chơi cũng không có luôn. Tiêu diệt càng nhiều người dã man càng tốt trước khi hết thời gian. Ban đầu có 5 phút, à cái này giống kiểu sự kiện đua với thời gian đấy. Đây là thử thách cuối cùng. Thử thách cuối cùng là sự kiện... chắc cũng giống đánh boss lô 2 anh em nhở. Nói chung là mấy cái này sự kiện cho KVK1 ấy. Đợt mình chơi K1 thì không có. Sắp tới cái nick mới của mình thì may ra mới được vào trải nghiệm mấy cái sự kiện đấy. Xem qua một chút về cái chỉ số KVK này thì liên minh mạnh nhất là 3550 luôn. Đây là Kingdom 3550 nhá. Sức mạnh hiện tại là 3.1 tỷ này. Top 2 là 3549 2.8 tỷ. Top 3 là một clan khác của 3549 2.4 tỷ.
Top 4 3552 2 tỷ đây. Ở 3550 thì có một clan nữa top 7 với 1 tỷ tư. Về kỹ năng liên minh thì top 1 tiêu diệt cụm này là 3549 nha, 11 tỷ 2. Top 2 mới là 3550 10 tỷ 3. Ui, tính ra cái KVK1 cái Cube Boy nhìn thấp không quen anh em. Trinh phạt quen rồi ấy, cứ Cube Boy 10 tỷ 11 tỷ là toàn một người chơi đấy, nhưng mà KVK1 phải đánh biết bao nhiêu lâu mới lên được bằng này điểm tiêu diệt. Top 3 là 3552 này 6 tỷ 9 và top 4 là 3551 4 tỷ 3 ha. Sức mạnh cá nhân thì cụm này có một bot top 1 là 3549 67 triệu rưỡi này. Top 2 là 3552 67 triệu 2. Ô, Cube Boy 1 tỷ luôn. Top 3 là 3550 có một nick là Cube Boy 1 tỷ 5 61 triệu bao. Cái nick Hellboy mình đang review. Ui, có một nick Việt Nam nữa này. Nick Hellboy này thì 56 triệu pound, Cube Boy 525 triệu. Và còn một nick Tiểu Vi nữa. Ui, nick này cũng là bot Việt Nam luôn. Đó, hiện tại thì Cube Boy rất là cao nhá. Cube Boy 886 triệu, sức mạnh 56 triệu. Ở nói chung là mở được T5 ở KVK1 mà nick mới ấy, là được toàn phải đầu tư hàng trăm triệu ạ. Phải có khi phải 200-300 triệu đổ lên là mới mở khóa được T5 ấy. Cái nick này giá trị nó cao. Cái nick này tại sao mình nói là giá trị nạp tiền nó cao hơn là tại vì cái VIP 18 nữa. Đó, lên được T5 mình mở khóa thì VIP 18 là phải nạp thêm khá là nhiều tiền đấy. Đây, về kỹ năng cá nhân thì toàn những cái nick bot hồi nãy mình xem ở bên top sức mạnh thôi. Top 2 David này, top 3 Tiểu Vi, top 4. Không biết là cụm này có ông nào Looper bay về không. Gần đây review lâu gặp mấy ông Looper bay về là cũng kinh khủng lắm. Ơ, toàn ấn nhầm một cái nick Hellboy không. Rồi, Zakichi này, có vẻ là cụm này không có ông nào Looper khủng bay về nhở. Hôm bữa mình chả review ông kia, ông bay về mà K1, ông úp T5 luôn, có khác gì bot đâu. Có nick này không hiểu sao out clan rồi nghỉ game hay sao. Thấy trước hết là thấy toàn nick mới đấy anh em nhá, không có cái nick nào cũ. Và cũng có thể có mà mình so chưa tới. Rồi ok anh em, như vậy là video của mình đến đây cũng là kết thúc rồi. Thật sự thì số tiền đầu tư vào cái nick này rất là lớn nha anh em. Chỉ 121 ngày mà hiện tại nick đã có VIP 18 cũng như là mở khóa T5 rồi. Không biết là có bạn nào chung cụm KVK với quả nick bot Hellboy cũng là cái đầm 3550 hay không, thì các bạn hãy thử bình luận phía bên dưới nha. Tôi review nick này xong là thấy hơi đau thận anh em ạ. Chắc phải đi nghỉ ngơi ăn cái gì cho nó hồi sức quá. Công nhận là nhiều ông nạp tiền các bot đầu tư kinh khủng khiếp thật. Rồi thế nhá, hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Bye bye.